Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Đi cắt mí, cô gái bị khâu nhãn cầu với khóe mắt, muốn nhìn phải quay đầu. Ngày 17 tháng 8, một người phụ nữ họ Trương sống tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chia sẻ trên Soho Video về sự cố phẫu thuật cắt mí hỏng gây hậu quả nặng nề. Trương cho biết, năm 2021, cô phẫu thuật biến mắt một mí thành hai mí tại phòng khám thẩm mỹ y tế Weifang Kuen Lirendu, chi phí 30.000 nhân dân tệ, khoảng 105 triệu đồng. Trong quá trình phẫu thuật, cô cảm thấy khó chịu ở mắt, sau đó phát hiện ra nhãn cầu trái và khóe mắt đã bị khâu lại với nhau. Vào tháng 11 năm 2021, tôi đã phẫu thuật cắt mí mắt vì góc ngoài của mắt không đều. Bác sĩ nói sẽ điều chỉnh một chút, nhưng khi khâu tôi cảm thấy khó chịu ở nhãn cầu. Sau khi cắt chỉ, tôi thấy có một sợi chỉ nối giữa nhãn cầu và góc mắt. Giám đốc bệnh viện họ Vương cũng là bác sĩ phẫu thuật đảm bảo với tôi rằng không có gì nghiêm trọng và đề nghị tôi phẫu thuật một lần nữa để tách chúng ra, Trương nói. Tuy nhiên tình trạng của cô trở nên xấu đi, mắt bị viêm. Điều này làm hạn chế chuyển động của mắt trái và cô bị nhìn mờ nghiêm trọng. Hiện tại cô Trương phải dùng thuốc nhỏ mắt và khi muốn thay đổi góc nhìn, thay vì cử động mắt, cô phải quay đầu. Cô đã cố gắng thương lượng với phòng khám để chi trả cho ca phẫu thuật chỉnh sửa tại một bệnh viện uy tín ở Thượng Hải. Nhưng phòng khám khẳng định vấn đề này có thể được giải quyết tại địa phương với chi phí thấp hơn. Tôi nói với ông Vương rằng tôi không thể tiếp tục thế này nữa, nhưng ông khăng khăng rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản, có thể thực hiện ở Duy Phường với chi phí 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ, khoảng 3,5 đến 7 triệu đồng. Ông ấy nói, nếu cô thấy không thoải mái, hãy cứ sửa đi, nếu không hãy để nguyên như vậy, Trương bức xúc kể. Cô nói thêm, tôi yêu cầu trả lại 30.000 nhân dân tệ, nhưng ông Vương nói số tiền đó quá nhiều, ông ta chỉ trả 10.000 tệ, thậm chí còn không đủ chi phí đi lại của tôi đến Thượng Hải. Ngoài ra, ông Vương vẫn tiếp tục trì hoãn thanh toán và bây giờ đã 2 năm trôi qua. Trương tiết lộ rằng sức khỏe tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì căng thẳng, cô bị trầm cảm và bị rụng tóc đáng kể. Theo Soho Video, phòng khám thẩm mỹ Weifang đã từ chối trả lời về tình hình này. Câu chuyện của Trương và những bức ảnh sau phẫu thuật của cô khiến cộng đồng mạng Trung Quốc kinh hãi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau chỉ bằng cách đọc về sự việc này. Khâu kim xuyên qua nhãn cầu thật sự đáng sợ. Thật là kỳ diệu khi cô ấy không bị mù. Trước đây, cư dân mạng Trung Quốc cũng từng xôn xao vì những sai lầm tương tự trong phẫu thuật thẩm mỹ. Tháng 2 năm 2021, nữ diễn viên Cao Lưu lên Weibo kể về ca làm mũi hỏng của mình tại một phòng khám ở Quảng Châu. Ca phẫu thuật thất bại khiến cô mất cơ hội việc làm và phải đối mặt với án phạt vi phạm hợp đồng tới 2 triệu nhân dân tệ, khoảng 7 tỷ đồng. Hồi tháng 7, một người có sức ảnh hưởng của Trung Quốc tên là Qin Xinyu đăng bài hát Return My Nose Mom Gave Me, nghĩa là hãy trả lại chiếc mũi mà mẹ đã trao cho tôi, để kể về ca phẫu thuật mũi thất bại của mình. Bài hát lan truyền rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.